Quý cô bác, anh chị kính mến, rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc bề trên, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, bề trên ban phúc, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu to, trả sạch nợ nần, tiền vàng nhét ngập két, giàu có tiếng khắp thiên hạ. Đầu tiên, xét về tính cách cuộc đời, vận mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Ất Tỵ là sự kết hợp giữa hành mộc của can và hành quả của chi, mang đến cho Ất Tỵ sự hấp dẫn đặc biệt. Giống như ngọn đèn phát ra tín hiệu, họ sẽ hút về mình những thứ mà họ muốn. Rắn gỗ có thể trở thành những nhà diễn giả tuyệt vời, hành mộc cũng mang lại cho họ sức mạnh và sự vững vàng. Họ tự tin và có đầu óc tổ chức tốt, tính ngay thẳng và chân thành là hai đặc điểm nổi bật của con giáp này. Khao khát sự ngưỡng mộ và rất thích được nổi tiếng, Ất Tỵ sẽ làm hết mình để đạt được thành công trên quy mô lớn và lâu bền. Khôn ngoan, thận trọng, phán đoán tốt và biết đánh giá chính xác giá trị của sự vật. Họ sẽ là những nhà đầu tư giỏi. Ất Tỵ là người rộng lượng và rất đạo đức. Họ không tích cực tự bảo vệ mình như các tuổi Tỵ còn lại. Trong chuyện tình cảm, rắn gỗ khá ổn định và lâu bền. Họ có rất nhiều bạn bè được gia đình yêu quý và cũng thương yêu, chăm sóc những người này hết mực. Tuy nhiên, rất hiếm khi Ất Tỵ sử dụng lời khuyên của những người thân này. Họ thường cố gắng tự mình giải quyết mọi việc. Họ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng vào người khác, dù là những người thân cận. Tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ rất khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình. Họ không lộ liễu khiến người khác phải phật lòng. Ngay cả khi tức giận, người này cũng kiềm chế cảm xúc giấu kín trong lòng. Tuổi Ất Tỵ thì không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền tới cuộc sống của mình. Họ ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, họ sẽ sẵn lòng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ theo những nguyên tắc chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách và quyển truyện. Sự ồn ào tấp nập của đám đông ngoài kia khiến tuổi Tỵ cảm thấy mệt mỏi và phiền phức. Tuổi Ất Tỵ thận trọng trong mối quan hệ, dù thân thiết tới đâu anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi này không tin tưởng vào người khác, nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài. Điều đó khiến đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay thù. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại mình, họ sẽ ôm thù hận trong lòng và tìm mọi cách để trả thù. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Đối với họ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm phong phú, chất chứa nhiều tình cảm. Đương số dễ xúc động và mũi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ. Bởi vậy, họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người khi có thể. Những người sinh năm 1965 có một đặc điểm, đó là tiếp cận vấn đề muộn, nhưng giải quyết vấn đề sớm. Vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng nhanh gọn. Tuổi này có tư duy hướng tới tri thức văn minh. Trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tối tăm. Cách suy nghĩ của họ tích cực tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi tiếp cận họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng, đó là nền tảng đi đến thành công. Bạn hãy trân trọng những người như vậy. Họ mang trong mình cả một kho tri thức và họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có
có thể khai trí mở mang học vấn cho thế hệ trẻ, nhờ đó mà lứa tuổi này hiểu biết hơn, lịch thiệp hơn. Ngoài sự sáng suốt mà còn mang theo năng lượng, nên họ rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người. Biết quan tâm người khác với một tâm lý sốt sắng, mẫu người này cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác thì luôn vô tư hết mình. Tuy nhiên, bản thân người này cũng là một luồng khí nóng hư tâm trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách, tiến bộ đi trước thời đại. Vì vậy cần tránh những tật xấu như ảo tưởng, mơ hồ, xa rời thực tế, diễn cảnh trong đầu mà họ xây dựng quá xa rời hiện thực, để rồi có lúc họ phải thất vọng. Những người có tài thường có chút ít những hạn chế trong tính cách, thậm chí họ cậy tài sống kiêu ngạo. Tuổi này muốn phát huy được ưu thế và cống hiến, đóng góp, thì tốt hơn cần có sự quan tâm, động viên, truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ. Ví dụ như động viên bằng lời nói, động viên về tinh thần, tăng lương và thưởng nóng. Những năm tháng Ất Tỵ đã qua đi, trên đường bạn đi, trên hướng mà bạn chọn, ắt có những người không ủng hộ, hoặc tìm cách ngáng chân, hoặc trở mặt tráo trở, kéo bạn xuống cho bằng họ, hay đạp bạn xuống cho dưới họ để thỏa mãn cái tâm tối của nhân tâm. Nếu chuyện đấy xảy ra đừng bận lòng, người ta hại không có gì lạ, đến các bậc thánh nhân còn phải nghe sự chửi rủa, ta có là gì mà muốn cả thiên hạ phải trọng vọng nhớ thương. Nếu có xảy ra sự khó ấy, hãy viết tên những người đó ra một tờ giấy, viết cả những tổn thương mà họ đã làm với bạn, khóc một trận cho ướt nhòa mực rồi xé nó đi. Bạn sẽ thấy nhẹ và sẽ thấy quên, rồi sẽ thấy mừng vì 2/3 cuộc đời đã qua đi, những kẻ đó không còn chút liên quan trong cuộc đời của bạn nữa, phúc lắm đấy, để không còn cận kề kẻ tiểu nhân. Chịu được áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu mà bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn mạnh mẽ. Vậy nên bạn phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên và bình lặng, không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, cũng chẳng hận trời, không oán đất, không giận đời và cũng không bùa người. Đường là bạn chọn, việc là bạn quyết, mọi thứ là do bản thân bạn mong muốn, quá khứ do ta tham, hay do ta ngu, hay do ta sân, do ta si, khiến hoàn cảnh hiện tại vất vả ngược xuôi, cũng không sao hết, miễn đừng lặp lại. Cuộc sống là như vậy, đời rất sợ nhưng ta hãy cứ niềm nở, lắm lúc ta bị trao cho những hoàn cảnh khó khăn, hoặc bị cuộc đời nói giả vào mặt, chán nản là chuyện thường tình, mỏi mệt đau thương là chuyện hàng ngày phải gặp. Vậy thì hãy cứ nhớ, nhân sinh phải có những cuộc vượt khó như vậy mới thể hiện được sự kiên cường và mạnh mẽ của ta. Tự thành phải qua những cuộc chiến vất vả như thế, thì khi đạt được nó mới thấy đủ sự sướng, thấu đủ sự rực rỡ đã bùng nổ trong một đoạn sống nhiệt tình và hết mình. Rồi một mai ta sẽ ngồi lại nhâm nhi một tách trà, nghe một bản nhạc, đọc một cuốn sách, kể lại cho con cháu ta nghe cái giai đoạn ta đã máu lửa tới thế nào. Thành hay bại, được hay mất cũng không sao hết, miễn là ta đã chiến, ta đã cố, ta đã có những thời khắc huy hoàng của bản thân ta. Ta đã không hối hận cho những lựa chọn dù sai ở tương lai, nhưng đúng ở hiện tại, hợp với những điều ta mong mỏi ngóng trông. Khi bạn nghĩ rằng bạn có đủ dũng cảm để tự kết thúc kiếp nhân sinh của mình, thì thực tế bạn đang hơi hèn nhát để đối diện với khó khăn, lẫn tránh khỏi đoạn đường gồ ghề mà bạn biết bạn phải vượt qua khi lựa chọn đối diện với vấn đề. Vì hay là ở chỗ dù bạn có tự kết thúc đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ nhẹ nhàng được vài giây. Sau đấy là một chuỗi liên miên những sự kiện ở cõi khác, chắc gì đã nhẹ nhàng hơn cho tâm hồn bạn. Rồi giả sử bạn có lại truyền kiếp một lần, nghiệp lớn vẫn còn, bài học vẫn có, bài thi vẫn dang dở, bạn sẽ lại phải đối diện với vấn đề đấy một lần nữa. Khổ như vậy, khó như thế, mệt thì nhiều lần hơn. Tôi biết lắm lúc bạn muốn bỏ mặc buông xuôi lắm, khi bạn chán nản, trầm cảm và mệt mỏi. Chiến binh không phải lúc nào cũng chiến thắng cả, mà là không ngừng chiến đấu dù chỉ một giây khi đang trong trận. Nếu bạn đang quẩn quanh quá, đang mệt mỏi quá, đang ưu phiền quá, hãy cứ viết một dấu chấm than ở đây, hoặc kể lại câu chuyện của chính mình, coi như một nhịp thở tiêu cực của mình vào vũ trụ bao la, cho nó tan biến đi, cho tâm hồn bạn một khoảng tĩnh, rồi lại tiếp tục cố gắng đấu đời. Trong công việc, một khi đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch cho mình, tuổi Ất Tỵ kiên quyết thực hiện đến cùng. Chừng nào chưa đạt được thành công họ sẽ không bỏ cuộc, dù cho người khác có gièm pha, đàm tiếu thì tuổi Ất Tỵ vẫn giữ vững lập trường. Khi làm việc họ tập trung cao độ, không để tư tưởng của mình bị phân tâm bởi bất cứ điều gì, càng không để chuyện tình cảm xen vào công việc. Tuổi này thích hợp với những công việc lao động trí óc,
đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic, sáng tạo. Khi gặp phải khó khăn rắc rối, thái độ bình thản của họ sẽ khiến người khác hiểu nhầm. Tuổi Ất Tỵ không hề lười nhác trốn tránh trách nhiệm. Họ chỉ đang tập trung cao độ để giải quyết vấn đề, không lo sợ, cũng không lúng túng. Bản chất gan dạ của tuổi này là khiến nhiều người nể phục. Con đường xây dựng sự nghiệp của bạn có khá nhiều vận may tài lộc. Mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối. Rất nhiều cơ hội đang chờ đón bạn ở phía trước. Tuy nhiên, nếu không biết nắm bắt, bạn sẽ rơi ngay vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Có lẽ thói quen chi tiêu hoang phí xa xỉ của bạn nên thay đổi, nếu không muốn gặp cảnh túng thiếu phải đi vay mượn. Thay vì đầu tư tiền bạc vào những món đồ xa xỉ, bạn hãy học cách tiết kiệm cho tương lai của mình, có thể là đầu tư kinh doanh, bất động sản. Theo tử vi về mặt tài vận của người tuổi Ất Tỵ là người khá tốt số và gặp may mắn, có quý nhân phù trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, thu nhập của bạn lại không nhờ vào sức lực của bản thân hay tri thức phong phú, mà chỉ là do vận may mà thôi. Nhưng vận may như vậy không phải lúc nào cũng đến. Nếu không nắm chắc thời cơ thì là có lỗi với bản thân. Thường thì nguồn tiền tài của bạn không phải là do kết quả vất vả kinh doanh, mà là nhờ vào một số lần đầu tư mang tính chất thời cơ. Bạn chẳng bao giờ rầu rĩ về chuyện tranh giành tiền bạc, dường như bạn luôn có vận may trời ban về tài lộc. Đối với người này, trước khi bắt tay vào làm công việc gì cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng xem có thích hợp không. Trong đầu tư kinh doanh, chỉ cần nắm bắt được vận hội là thắng lớn. Tuy nhiên cũng không phải là nhất bạn vạn lợi. Tuổi Tỵ thường có bất động sản, nhà cửa, đất đa. Trong quan trường cũng có nhiều người thành đạt, nhưng chủ yếu thương trường mới là nơi cho họ dụng võ. Tuổi Ất Tỵ không phải lo lắng về tiền bạc, cơ may thường tới với họ nên nắm chắc lấy. Thông thường người tuổi Ất Tỵ có số hơn được quý nhân phù trợ, tiền cứ thế chảy về túi. Song thu nhập của họ lại không dựa vào kiến thức quản lý tài chính phong phú và sức mạnh của họ, mà chỉ là nhờ vào vận may mà thôi. Bản mệnh thường rất hào phóng trong việc tiêu tiền, đặc biệt họ không tiếc tiền trong việc mua sắm quần áo, tư trang và nhà ở. Do được trời phú cho tài lộc nên dù lãng phí một chút cũng chưa tới mức khuynh gia bại sản, song cũng nên tiết kiệm khi nghĩ tới hạnh phúc của tương lai. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết Bạch Lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày Bạch Lộ. Bạch Lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết Bạch Lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương, đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết Bạch Lộ là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm, ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới, hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành. Hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo, ấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân, được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết Bạch Lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết Bạch Lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có kim khí cực dượng, nên những người sinh tháng này trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, ý nghĩa thông minh và đoan chính. Nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi dĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, khí cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ. Vì đây là khoảng thời gian dưỡng vận, nhờ được bổ kim nên họ sẽ có ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết Bạch Lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ.
Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống, giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần. Nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm, tỉnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo hay gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ dị, bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ, vân vân, đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Đinh Tỵ trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi Ất Tỵ, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Đối với người tuổi Ất Tỵ, tháng 8 âm lịch này là một khoảng thời gian khá may mắn, đặc biệt là trên con đường sự nghiệp, bạn chỉ cần cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu, sẽ thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người xung quanh đều hết sức ngưỡng mộ. Con đường sự nghiệp của người tuổi này có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, nhờ có sự nâng đỡ của Nguyệt lệnh Lâm Quan, bạn có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng, cốt là bạn sẵn sàng bỏ công, bỏ sức ra để làm việc, không ngại đứng trước những thử thách gian nan. Với người làm công ăn lương, tháng này là khoảng thời gian bạn luôn cần mẫn làm việc, bất kể là trong những lúc mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi. Sự nhiệt tình trong công việc giúp bạn nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh mình. Khi được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy tự tin hơn nữa vào năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt thời cơ. Bạn cũng có những điểm mạnh mà người khác không có được, chỉ cần phát huy đúng lúc thì ắt sẽ bước được những bước tiến dài. Các tinh thiên du chiếu mệnh cũng giúp cho những người đi theo con đường học tập nghiên cứu hoặc con đường quan hệ xã hội đạt được những bước tiến nhất định. Sự thông minh hiếu học khiến bạn nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức một cách nhanh chóng, đồng thời có thể áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý tới những tác động tiêu cực do hung tinh thiên hình mang đến. Bạn trớ nên kiêu căng, tự mãn với những thành công mà mình vừa gặt hái được. Xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều người tài giỏi. Nếu bạn quá dễ hài lòng với bản thân thì sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Đồng thời bạn cũng sẽ trở nên chủ quan lơ là, hành sự bất cẩn hoặc khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Ất Tỵ, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Nếu người tuổi Ất Tỵ chăm chỉ làm ăn trong tháng 8 âm lịch này thì Nguyệt lệnh Lâm Quan ắt sẽ đem đến cho bạn một kết quả xứng đáng. Dù là làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng gặt hái được nhiều thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương, tích cực nhận nhiệm vụ không ngại khó khăn, gian khổ, sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay tới cơ hội thăng chức tăng lương, hoặc ít ra cũng được thưởng nóng. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó khăn gian khổ, nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng. Tử vi thấy rằng có thể quá trình hợp tác không chỉ gặp những điều may mắn
Song thách thức xuất hiện càng là lúc giúp bạn khẳng định được năng lực của mình. Người làm đầu tư kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên tính chất năng lực của mình, chớ nghĩ tới việc hãm hại người khác. Mà sao xấu thiên hình sẽ khiến bạn rơi vào dòng tù tội, nhẹ thì cũng ảnh hưởng tới danh tiếng, đánh mất mối quan hệ. Trên phương diện chi tiêu, do phải chịu ảnh hưởng của tiểu hao, nên bản mệnh chi tiêu tốn kém, nhiều khi rút hầu bao mà không để ý mình đang có bao nhiêu tiền. Nếu không thường xuyên nhắc nhở bản thân phải biết tiết kiệm, thì bạn dễ rơi vào trạng thái tiêu hết sạch những gì mình vừa kiếm được, khiến tình hình tài chính dậm chân tại chỗ. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Ất Tỵ, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuy sự nghiệp và tài lộc có dấu hiệu phát triển, song chuyện tình duyên lại khá yên ắng, ảm đạm. Bản mệnh khó tìm được người để san sẻ tâm sự, mọi điều thường giữ kín trong lòng, khiến tinh thần càng căng thẳng, thiếu đi sự hăng hái. Vợ chồng ai làm việc của người ấy, không quan tâm tới cảm nhận của nhau, nên mối quan hệ càng ngày càng lạnh nhạt. Một số người có thể cho đó là tự do độc lập, song nếu cứ kéo dài tình trạng này, hai người sẽ dần rạn nứt, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện lúc nào không hay. Dù hai người có những quan điểm không trùng với nhau đi chăng nữa, thì cũng cần phải cố gắng trò chuyện trao đổi với nhau. Mỗi người cũng nên hạ cái tôi của mình xuống, để lắng nghe suy nghĩ của nửa kia, chớ nên bỏ ngoài tai lời của đối phương, bởi có thể đối phương sẽ nhìn nhận được những điều bạn không nhận ra. Một số người trở nên thiếu trách nhiệm với gia đình, thích dành thời gian cho sở thích cá nhân, đổ hết mọi công việc lên đầu của người kia. Bạn cần phải ý thức được rằng việc xây dựng tổ ấm là trách nhiệm của cả hai người. Đừng quá lạnh lùng hoặc lười biếng, khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi, tổn thương hoặc hiểu lầm. Người độc thân tự coi mình là nhất, nên thường xem nhẹ những đối tượng tiếp cận mình. Bạn luôn nhìn thấy những khuyết điểm của người khác, mà lại không nhận ra được đối phương có những ưu điểm gì, vì vậy mà có thể để lỡ mất nhiều mối lương duyên. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe, tuổi Ất Tỵ, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong thời điểm này. Bạn duy trì được tinh thần hăng hái, nguồn năng lượng dồi dào để bắt tay vào bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, dù có hăng hái tới mấy, bạn cũng cần nhắc nhở mình làm việc có kế hoạch, không nên cố gắng quá sức, kẻo sức khỏe suy giảm nhanh chóng dễ mắc các bệnh giặt giảnh. Những nỗi bận tâm về công việc, tiền bạc và tình cảm khiến cho bản mệnh mệt mỏi về tinh thần, còn khiến cho con giáp này suy nhược cơ thể, thậm chí nếu tình hình này kéo dài, còn gây ra rối loạn giấc ngủ, khiến cho Ất Tỵ luôn trong trạng thái uể oải, mất năng lượng. Nếu bị ốm thì bạn rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Tuy là ốm giặt nhưng cũng đủ khiến bạn mệt mỏi một hai ngày. Vì vậy nên cố gắng ăn uống nhiều đồ có vitamin, hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hung tinh thiên hình đem đến ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho vận mệnh của bạn. Con giáp này nên chú ý nhiều hơn khi tham gia giao thông, lao động chân tay hoặc khi vận hành máy móc, tránh để sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, khiến cho mình phải chịu thương tổn. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch để tuổi Ất Tỵ có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là Tử Vi tuần 1, tháng 8 âm lịch, tuổi Ất Tỵ. Tử Vi tuần này của tuổi Ất Tỵ có thái âm phù trợ nhân duyên, quan hệ của bạn cực kỳ tốt, đặc biệt là nữ giới, không chỉ tình yêu thăng hoa, có đối tượng hài hòa hợp ý, mà tình bạn cũng tiến triển rất nhanh, gần gũi thân thiết, vui vẻ ấm áp, đồng nghiệp tương trợ lẫn nhau. Nhờ thế mà nên dù có gặp phải thách thức nhưng con giáp này vẫn rất tươi tắn. Công việc xuất hiện ngán trở do thương quan gây ra, tự dưng rủi ro tìm đến bạn, không gặp may nên kết quả không như ý. Mặc dù thất vọng song bạn vẫn giữ được tinh thần vững vàng, hiểm trợ với đồng nghiệp tìm cách giải quyết và cơ bản thu dọn được hậu quả, không để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Quý nhân là nữ giới có khả năng đưa ra những lời khuyên, định hướng đúng đắn cho bạn nên hãy lắng nghe, học hỏi và áp dụng sao cho phù hợp. Đồng thời tuổi này cũng có thể áp dụng đối với nữ giới lớn tuổi hơn mình, thì sự nghiệp sẽ khả quan hơn, tiến triển tốt hơn, ít gặp trở ngại hơn,
bạn có thể tính tới việc chuyển đổi chỗ ở, nhưng chuyển đổi nơi làm việc thì không nên. Dịch mã báo hiệu một sự chuyển động song chỉ là tạm thời, không mang tính chiến lược lâu dài. Vì vậy bạn cần suy nghĩ thật thấu đáo, đầy đủ trước khi đưa ra quyết định làm ảnh hưởng tới tương lai. Quý nhân, Dậu, Mão. Tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Tử vi tuần 2, tháng 8 âm lịch, tuổi Ất Tỵ. Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, dịch mã mang tới cho người tuổi Ất Tỵ nhiều cơ hội để đi đây đi đó, để học hỏi và làm việc. Bạn có sự mạnh dạn, tự chủ và cố gắng nên sẽ được đền đáp xứng đáng. Kết quả công việc không tồi, cơ hội thăng tiến cũng có nhưng chưa thực sự rõ ràng, cần phải tiếp tục phấn đấu dài hơn. Các phương tiện khác đều có nạn, tài chính thất thoát do xuất hiện kiếp tài. Bạn hãy làm chủ nguồn thu chi của mình, việc đầu tư vào những lĩnh vực mới hoặc chung vốn làm ăn. Quyết định dấn thân vào con đường còn có nhiều lạ lẫm, không phải là sự lựa chọn sáng suốt, nó sẽ khiến bạn mất tiền. Bản mệnh gặp quả tú, tính cách cô độc và thích ở một mình, lạnh nhạt với người khác giới, đặc biệt là nữ giới có xu hướng không quan tâm tới chuyện tình cảm. Mặc dù người thân, bạn bè sốt ruột giới thiệu cho đối tượng tốt, nhưng bạn lại thờ ơ nên kết quả chẳng đi tới đâu. Do thích một mình nên bạn có thể giải trí bằng các hoạt động có tính độc lập, kể cả làm việc cũng nên chọn phương án tự chủ, chứ không nên làm việc nhóm hay hợp tác. Do quan hệ xã giao không quá tốt, nên các mối thân tình nhờ giả đều không thể sử dụng được, tự mình giải quyết đương đầu với khó khăn. Quý nhân, Sửu, Mùi. Tiểu nhân, Thân, Dần. Màu sắc may mắn, đen, tan. Tử vi tuần 3, tháng 8 âm lịch, tuổi Ất Tỵ. Tuần này người tuổi Ất Tỵ gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm do thực thần giả tạo. Bạn tuy khéo léo nhưng lại có tính toán khiến đối phương không thoải mái. Đó là nguyên nhân khiến mối quan hệ của đôi bên không đủ chân thành, có sự rạn nứt. Con giáp này cần phải có thái độ nghiêm túc hơn với cảm xúc của mình để có kết quả trọn vẹn. Công việc nặng nề, bạn bị đùn đẩy cho những việc khó khăn nhất, mệt nhọc nhất nên làm việc rất căng thẳng. Thương quan chủ về bị tiểu nhân ngán trở, cố tình đâm sau lưng khiến mọi việc càng thêm tồi tệ hơn, làm bạn không hoàn thành nhiệm vụ và bị cấp trên khiển trách rồi thất vọng về bản thân. Không đạt được những kết quả như ý, nên có thể tiền thưởng bị ảnh hưởng, cơ hội thăng tiến cũng không rộng mở như trước đây nữa. Lúc này bạn cần phải bình tĩnh, nhanh chóng giải quyết tất cả các vấn đề trong tay, đồng thời có tính toán khôn ngoan hơn khi đối phó với những người cản đường. Càng khó khăn thì bạn càng phải mạnh mẽ, không được phép gục ngã. Thái độ và sức mạnh tinh thần chính là chỗ dựa của người tuổi này. Bạn cần phải tự trang bị cho mình sự an toàn trong tâm hồn, không lung lay trước những tác động từ bên ngoài. Một khi đã tìm được sự tích cực, lạc quan và phóng khoáng, thì bạn sẽ hiểu thách thức trước mắt chỉ là tạm thời, chuyện gì rồi cũng qua nhanh thôi. Quý nhân, Sửu, Tuất. Tiểu nhân, Dần, Hợi. Màu sắc may mắn, trắng, hồng. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tháng 8 âm lịch, tuổi Ất Tỵ. Tuần cuối của tháng cho thấy tới Ất Tỵ có cát có hung, chuyện tốt tìm tới nhưng không thể tránh được những điều không may. Âm sát chủ về âm mưu, gian trá xảo quyệt, lừa bịp đố kỵ. Bạn cần phải thận trọng hơn, đề phòng tiểu nhân có ý đồ chơi xấu với mình trong công việc cũng như chuyện tình cảm. Công việc không quá thuận lợi, bạn sẽ gặp khách hàng khó tính hoặc đối tác không đáng tin cậy. Quá trình hợp tác có nhiều trục trặc khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Người này xoay như trong chóng, lúc nào cũng phải chạy đi chạy lại, vừa tốn thời gian lại vừa tốn công sức, mà kết quả thì không thể trọn vẹn. Có quý nhân là Thái Dương là người có tầm nhìn giúp đỡ bạn, chỉ bảo bạn nên sẽ đỡ hơn một chút. Quan trọng nhất là bản mệnh có thái độ cầu tiến, ham học hỏi, dám thử thách bản thân và không ngại gian khổ. Nếu lười biếng thì dù có người nâng đỡ cũng chẳng có tác dụng gì. Vận động là một trong những phương pháp giúp bạn tăng cường vận trình, cải thiện sức khỏe và vận may của mình. Thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn sẽ giúp bạn có những quyết định sáng suốt hiệu quả hơn. Hãy ưu tiên các hoạt động ngoài trời và có tính tương tác tự nhiên. Quý vị thân mến, việc bái Phật cần nhất là phải có lòng tin. Nhưng nếu ngay cả Đức Phật mà cũng không tin, hoặc nửa tin, nửa ngờ, vậy thì đương nhiên Đức Phật cũng sẽ không phù hộ cho người ấy. Nếu đã không tin Phật, hà tất gì phải đi bái Phật cho uổng công,
Bái Phật là một loại tín ngưỡng, điều quan trọng nhất là trong tâm phải có Phật. Người trong lòng không có tín ngưỡng, chỉ biết đi theo đại chúng như nước chảy bèo trôi, không có chính kiến của bản thân, vậy thì khó mà nhận được sự che chở của Đức Phật như mong cầu. Sự hoài nghi cũng thường đi kèm với các thói quen xấu, do không tin luật nhân quả nên phỉ báng lời Phật là phi lý và không có lẽ thực, đồng thời còn hô hào mọi người đồng hành diệt xấu của mình. Vì sinh lòng nghi ngờ không tin lời Phật, không tin thiện ác hữu báo, nên mặc sức làm việc xấu, rồi sau đấy mới tu hành bái Phật một cách giả tạo, cũng mong gột rửa tội nghiệp. Nhưng nếu tội nghiệp được xóa bỏ dễ dàng như vậy, chẳng phải ai cũng có thể thoải mái làm việc xấu, việc ác. Còn trong cuộc sống, những người có tính đa nghi như vậy, đối với gia đình, người thân, họ chẳng hề tin tưởng một người nào. Đối với bạn bè, họ cũng không thấy ai là một người đáng tin cậy. Quý nhân, họ, ý. Yểu nhân, dần, thìn. Màu sắc may mắn, cam, tím. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết nội dung video của chúng tôi ngày hôm nay. Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào về vận mệnh của mình, quý vị vui lòng để lại thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh âm lịch xuống phía dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình kênh Huyền Học Thư Viện sẽ lý giải cho quý vị trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.